hàng nóng anh em à. Không phải nóng nữa, cháy luôn. Ramen Box Set 24 tập của Doraemon phiên bản giới hạn nha. Mua ở Fahasa chỉ có 1.2 triệu một box. Inbox thôi. Đây là bộ truyện Doraemon phiên bản limited nhé, chỉ có 3.000 bản và chỉ in đúng một lần duy nhất thôi. Nhân cho kỷ niệm 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản và 90 năm ngày sinh của tác giả Fujiko F. Fujio, bìa áo truyện được metal light lấp lánh, còn bìa trong thì được thiết kế với nét vẽ vô cùng phá cách luôn. Đi kèm trong set là một bộ postcard 17 tấm hình khác nhau, đựng cho một bỏ đựng kim luôn cái khung hình mạ nhũ siêu đẹp dành riêng cho các con dân fan Doraemon luôn nha. Đấy, anh em bán hàng hàng S phải thương tụi tôi chứ mà nâng giá thế này có mày fan Doraemon như tôi à? Tụi mình là kênh Gadget Việt, kênh TikTok chuyên làm cái video về công nghệ, nhớ tìm follow tụi mình nhé. Bye bye anh em.